Em còn nhớ không? Hay là em đã quên? Em quên, em đã quên tình anh. Bâng khuâng phố đã lên đèn, giờ này sao em chẳng đến? Hỡi em có hiểu tình anh? Buồn nào hơn chiều hôm nay, thứ bảy chiều nay vắng em thật rồi. Thứ bảy chiều nay lẻ loi một mình, hỏi rằng tình ai nào thâu. Ôi chiều thứ bảy nhớ mong. Nhạc phẩm Thứ bảy chiều nay, tác giả Ngọc Sơn, thâu thanh ngày 16 tháng 7, 2016, vào lúc 3 giờ 55 chiều thứ bảy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới. Bye. Thank you.